Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc váy cho búp bê xinh xắn như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dán keo vào nhé. Mình dán keo vào. Keo nến này dính rất là chắc nên mình chỉ cần dán keo thành từng điểm một thôi. Không cần dùng quá nhiều keo thì nó đã dán chắc rồi. Đấy, mình tiếp tục mình dán vào. Mình áp vào. Rồi. Mình sẽ được cái phần váy xòe rất là xinh nha mọi người. Một phần váy xòe này. Giờ mình sẽ làm cái phần thân trên của váy. Mình dùng cái màu vàng này. Mình vẽ hình vào đây nhé. Mình sẽ vẽ một cái hình thang. Váy của mình thì mình vẽ hình thang này thôi, đơn giản thôi. Và mọi người thích cái kiểu cổ như nào thì mọi người sẽ vẽ. Ví dụ mọi người thích cổ hình chữ V này, hoặc là cổ sen, cổ nói chung nhiều loại cổ lắm, cổ hình V, cổ sen hoặc là cổ tim, cổ tròn. Đấy. Tùy mọi người nhé, mọi người thích dạng cổ như thế nào thì mọi người sẽ làm cho nó phù hợp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra nhé. Mình cắt ra. Mình sẽ được cái phần thân trên của váy rất là xinh. Tiếp tục cắt. Rồi. Mình cắt một đường này xuống nữa này. À, phần này thì mình đang định làm tròn nhưng mà thôi. Chắc là mình sẽ dùng cái kéo cắt họa tiết. Mình cắt mình tạo cái đường họa tiết như này. Đấy, mình cắt tạo đường họa tiết như này. Bây giờ mình sẽ đi dán cái phần thân váy vào cái phần chân này. Mình bỏ phần dư đi. Giờ mình sẽ dán vào nhá. Mình cho keo vào đây này. Giờ mình sẽ áp vào. Mình áp vào chính giữa. Mình mở xòe cái váy ra một chút cho đẹp. Đó. Mình sẽ được một cái phần váy rất là xinh như này rồi. Bây giờ mình sẽ dán, mình trang trí theo chiếc váy của mình với những cái hạt sốt nhũ mình đã chuẩn bị từ ban đầu mọi người. Đây mình có chuẩn bị từ ban đầu mọi người nhớ. Giờ mình sẽ dán những cái phần này vào. Mình trang trí nhé. Mọi người dán vào những vị trí mọi người thấy phù hợp. Đây. Ví dụ mình sẽ dán vào đây như này. Mình tiếp tục mình dán. Mình dán xen kẽ các màu. Nhìn cho nó nhiều màu nhưng nó sặc sỡ ấy. Mình tiếp tục mình dán vào. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình dán những cái màu còn lại nữa nhé. Tiếp tục dán này. Đó. Mình sẽ tạo cái phần trang trí đến cái ngực áo. Mọi người có thể là thang trang trí theo cách của mình hoặc là mọi người trang trí cổ, trang trí phần chân áo. Nói chung cái này thì là tùy mọi người có thể thỏa sức sáng tạo những kiểu trang trí khác nhau nhé. Mình xem màu gì hợp nào, màu cam nhé. Mình sẽ phối hợp những cái màu sắc làm sao nhìn cho nó đẹp là được. Đây, dán màu cam vào. Bên này cũng một cái màu cam nhé. Đây mình dán một cái màu cam bên này nữa là mình sẽ xong. Nhìn rất là đẹp rồi. Rồi mình sẽ bỏ phần dư đi, mình cũng không dùng hết được nhiều như này. Sau khi làm xong thì mọi người giật bớt cho mình những phần keo dư dính thế này đi nhé. Giật bớt phần keo dư đi. À, cái phần hạt trang trí này nó đang hơi bị trồi ra ngoài mọi người. Mình có thể mình cắt đi hoặc là để như này cũng được, tùy mọi người nhé. Nếu mà thấy không hợp lý mọi người cắt bớt đi hoặc là để nguyên như này. Đấy. Thì đây là cách mình gợi ý mọi người làm một chiếc váy đồ chơi xinh xắn như này từ giấy màu. Mọi người có thể tham khảo cách làm của mình để có thể tạo ra được những chiếc váy xinh giống như vậy nhé.
Chúc các bạn thành công nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.